Trời mưa cũng không biết đường chú. Em bị ngốc đây à? Em về hoàng thổ được bao lâu rồi? Mấy tháng rồi. Mấy tháng là dài hay là ngắn cũng đâu có gì quan trọng. Quan trọng là những năm tháng đó có đáng giá hay không. Bây giờ em về nhà trong bộ dạng này, bố em sẽ lo lắm đấy. Còn cả dì Đào và anh nữa. Ở lại đây nghỉ một lát đi. Một lúc nữa anh sẽ đưa em về. Yên tâm, anh không bắt em ngủ lại đâu mà lo. Anh cứ cho em về đi. Chứ như thế này, sao hai đứa không vào nhà đi? Dạ, cháu chào bác ạ. Rồi ôi, Sơn nó để cho cháu ướt hết thế này à? Này, Linh mà ốm là con liệu hồn với bố đấy. Đi vào nhà tắm đi, không có cảm đấy cháu ạ. Ồ, sao lại phân biệt đối xử thế ạ? Thằng con trai ruột bố đang ướt sũng đây này. Này, tôi nói cho anh biết, lấy vợ là việc quan trọng nhất của thằng đàn ông không? Đừng nói là mưa dầm giá rét, ngay cả nhảy vào chảo lửa cũng không được kêu tha. Dạ vâng. Sơn, vào chuẩn bị đồ cho Linh thay đi. Vâng ạ. Bác sẽ gọi điện cho bố cháu. Đêm nay nghỉ lại đây, để cho Sơn nó tiện bề chăm sóc nhé. Dạ cháu không sao đâu ạ. Cháu nghỉ ngơi ở đây một lát. Anh Sơn nói là lát nữa sẽ đưa cháu về ạ. Giỏi giang ở đâu đâu. Thế này ế trường kỳ thôi con ạ. Cháu gọi cho bác vì có chuyện muốn nói. Có một số hiểu lầm ở công ty. Có lẽ Linh sẽ tạm nghỉ việc một thời gian. Không biết anh về đã kể với mọi người chưa? Bác, bác có tin Linh không ạ? Cháu nghĩ chỉ cần bác tin Linh, cô ấy sẽ nhẹ lòng hơn rất nhiều. Dạ vâng, cháu nghĩ Linh cũng chỉ cần được như vậy thôi ạ. Có những việc khác bác yên tâm, cháu sẽ tìm cách giải quyết nhanh chóng ạ. Cho anh mượn lại cái tay. À, em quên mất. Bây giờ thân thể ngọc ngà này của anh thuộc về Linh, thế nên bao nhiêu chuyện xảy ra anh vẫn còn tin chị quá nhở? Vì Linh xứng đáng được anh tin mà. Vậy chắc anh cũng chưa biết chuyện chị ý và giám đốc Phong rồi. Linh nói cho anh biết rồi. Vấn đề là anh biết được bao nhiêu phần trăm sự thật. Chị ý có nói cho anh biết trước khi sang hoàng thổ giám đốc Phong đã tặng cho chị ý sổ đỏ căn nhà không? Như thế người ta gọi là đổi tình lấy tiền đúng không nhở? Anh ơi, em giúp anh một chuyện được không? Từ giờ tất cả chuyện xấu của Linh chỉ nói với một mình anh thôi. Em tức giận bao nhiêu cứ xả ra bấy nhiêu, anh sẽ chịu hết. Nhưng mà tuyệt đối đừng tỏ thái độ với chị của em, khiến chị của em đau lòng. Anh... là con gái thì phải ngoan mới xinh. Cứ để mình anh làm người xấu là được. Anh có biết tại sao em nói những chuyện đó ra không? Bởi vì em lo cho anh. Em không muốn anh bị chị ta lừa dối nữa. Em quên anh là luật sư chuyên thịt người à? Còn nếu anh bị ai lừa dối thì là vì anh cho phép thế.